ខ្ញុំនៅមកហាងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាគឺខ្យងចំហុយទឹកដូងហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងណាហើយបុកយើងនេះតែនៅអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Chiết mình mà thong đấy.
nhạc chân á. Nhưng sao mùi tập đồ không được lại cái xùi. Thấy cái đồ mùi tập thấy cọc con nhạc mà tên nhạc. Thôi mình tên này được ổn nhiều. Nhưng mà lại là ổn kia chân nhám ai cũng mưa tam video mà nhóm ba đó. Từ nghĩa ra chung năng. Chân thì trong ra ốc con đơn này được ổn kia để bán cho mơ video bỏ nhìn thích nhầm. Hãy bật lên chụp pin trên đầu video nếu không biết cho subscribe để lại tình cảm được tận đắng. Đó là tôi bán video thay mới chỉ đi một ngày. Hoặc có nên đăng ký chụp video cao ấy. Bye bye.